Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Bói để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đây quý vị ơi. Đó, hai hàng tắp luôn ha. Tay cành đẹp, đế đẹp luôn. Có đế quái luôn nhưng quý vị. Đế hình thú cũng có luôn ha. Tay cành đẹp luôn. Đây, to có, nhỏ có ha. Rồi, chào em. Rồi em xin chào anh Tấn ạ. Rồi em xin chào tất cả các cô chú, các chị em trên toàn quốc ạ. Thì hôm nay em có về một số phôi mai giảo Thủ Đức, bông mật bông nó từ 5, 6, 8, 12 cánh đủ loại ạ. Thì hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Bây giờ em vô cây số 1 luôn ạ. Đây mã số 1 quý vị ơi, đầu clip là mã số 1 ha. Rồi chiều cao nó luôn. Cao nó 75. Rồi cao 75. Cái hoành nó là đó, xuống đây. Hoành là 22 ạ. Rồi 22 hoành. Rồi thân cành luôn rồi quý vị. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như đây. Rồi mã số 1 em giao lưu 800 ạ. Rồi 800 ha. Rồi mã số 1 rồi xuống cây luôn. Xuống tay luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 2 luôn rồi quý vị. Số 2. Đây, hai đây em có đo hoành với chiều cao rồi nè. Rồi vậy mình khỏi đo dạ. Lại em. Cái này chánh là hoành 24, chiều cao 50 ạ. Rồi. Có số cây em có đo rồi. Cho nó mau. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi giao lưu như đây. Rồi mã số 2 em giao lưu 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu nha quý vị. Ghi mã số vô thôi ha. Rồi mã số 2. Rồi xuống cây luôn. Mã số 3. Tục mã số 3. Hoành 24, chiều cao nó 90. Rồi, 24 hoành, cao 90 nha quý vị. Đây, thân cành luôn. Rồi, xuống đế nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã số 3 này em giao lưu là 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 4 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 4. Rồi mã số 4 này em đo hoành là 26. Chiều cao của nó là 1m17. Rồi 1m17 cao hoành 26, tay cành đều. Trắng thì hơi lắc nhẹ cái ha, tay cành đều rang luôn rồi quý vị. Tay cành đẹp nữa ha. Để đây. Xe 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 luôn, để lực kính bầu luôn, chống chịu hơn trước nè, lực luôn không gì nè, đầy đủ ha. Rồi giao lưu như em. Rồi cái này mã số 4 em giao lưu 1,5 triệu ạ. Rồi 1,5 triệu quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Số 5. Rồi mã số 5, hoành 24, cao nó 85. 24 hoành. Rồi thân cành quý vị. Rồi củ đế luôn. Rồi giao lưu như đêm. Rồi mã sau nó số 5 giao lưu 700 ạ. Rồi xuống cây luôn 700 ngàn. Rồi tiếp tục lên mã số 6 luôn ha. Đây, mã số 6 con này cũng hình thú đây. Hoành 23, cao 50. 23 hoành. Rồi để nó quý vị chờm ha. Đây cũng có luôn. Rồi giao lưu nhiêu em? Rồi mã này là mã số 6 ha. Số 6 giao lưu 1 triệu 2 ạ. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. 23 hoành quý vị. Rồi lên. Hổ lên này luôn ha. Số 7 ha. Bầu hay bự. Đây. Cái này hoành thân 27. 27 hoành. Có bộ đế dưới váy quý vị. Rồi chiều cao. Chiều cao nó 70. 70. Nó lôi mấy đó lại một con. Rồi xe xe luôn. Đó thân cành quý vị cái kỹ thân cành ha. Thân cành để thì này có bộ đế quái không gì. Đây ha. Đây quái. Đây. Cọng này là quái nó nhất. Đó. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này mã số 7 em giao lưu 2 triệu ạ. Rồi 2 triệu ha. Rồi xuống cây luôn.
tiếp tục lên số 8 luôn nha quý vị. Rồi, mã số 8. Rồi, số 8 đây. Số 8 là vành 22. 22 vành. Rồi chiều cao. Rồi chiều cao. Chiều cao của em nó là 55. Rồi, sẽ xoay luôn. Tay cành đều, lắc nhẹ viền cây. Để đây quý vị. Hoa hai chân chậm trước ha. Mình đuôi rễ này chồm khéo cây quá vậy. Rồi cho luôn như đây. Rồi mã số 8 em cho luôn 1,5 triệu ạ. À. Rồi 1,5 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên số 9 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 9 một cây. Số 9 đây ha. Cây này hoành 26 cao 60. Rồi tay cạnh đều búp măng luôn. Để rồi quý vị. Thế xòe đều bầu ha. Rồi cho luôn như em. Rồi mã này mã số 9 em vô luôn 2,2 triệu ạ. Rồi 2,2 triệu. Mã số 9. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Số 10. Em trực ha. Số 10 hoành 26 cao 80. 26 hoành. Tại cành này quý vị. Để luôn. Rồi, giao luôn như đêm. Rồi, mã này mã số 10 em giao luôn 1,5 triệu ạ. Rồi, 1,5 triệu ha. Rồi, xuống cây. Mã số 11. Đây, số 11. Số 11 rồi quý vị. Hôm nay có cái cụ đế quái lắm nhưng mà quý vị. 11 hoành 20, chiều cao nó 70. Rồi. Hôm nay quý vị không thích cái dáng trực trực này quý vị cho nó nằm bay bay cũng ok lắm quý vị. Bay bay ha. Cho bay đi em. Bay xuống nữa, cho nó ụp xuống nữa đi em. Ừ. Em đo cái cũ nó coi. Rồi ụp vậy mình phe cái cũ đế ha quý vị. Cũ đế em kéo vị trí này là nó gần 44 ha. 43 ha quý vị. Dạ. Chán luôn nè. Đó. Củ bự ha. Đó. Này gì quý vị cho bay cho nằm xuống xíu nữa vẫn được ha quý vị, tùy chỉnh ha quý vị. Rồi giao lưu như em. Rồi này mã này mã 11 em giao lưu 1,1 triệu ạ. À. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn, lên mã số 12 luôn à, quý vị. Rồi lên cây luôn. Đây, à, mã 12 hoành 23 cao 80. Sợ vô tay cành đều rang tay cành ha, giót đọt ha, cành đều mình mấy nó bung nứt vậy ha vậy á. Rồi còn để đây quý vị. Để đây cái giáp dòng đủ hết trơn ha, có củ nở tay cành đều. Giao luôn nhiêu em? Rồi, mã 12 này mà mã này em giao luôn 1 triệu ạ. À. Rồi 1 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, 13. Mã 13. Rồi, mã số 13 đây quý vị. 13 hoành 30, cao 60. Tay cành đều luôn. Hoành 30. Tay cành đều. Đây, để đây quý vị. À, dòng nữa đi ha. Nghe kỹ ha. Rồi giao luôn như em. Rồi mã 13 mã này em giao luôn 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị ơi, mã số 14 luôn. Rồi mã số 14 đây. 14 hoành nó 23 cao 70. Rồi. 23 hoành cao 70. Cái cụ đế đây. Rồi cũ này coi. Rồi đó cũ thì bự lớn ha. Cũ này em đo dặm đây nha. Cũ này đây. 49 ha quý vị. 49 ha. Rồi cũ này 49. Rồi giao luôn nhiêu đem. Rồi mã này mã 14 em giao lô 1,1 triệu ạ. Rồi 1,1 triệu. Mã số 14. Rồi xuống cây luôn.
Rồi mình lên 15 luôn. Tiếp tục mã 15. Đây, mã số 15. Hoành 28, cao nó 50. 28 là em đo ngay đây ha. Rồi sẽ xây luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này em giao lưu 1 triệu 2 ạ. À. Rồi, 1 triệu 2. Rồi. Mã 15. Ok luôn. 1 triệu 2, mã số 15. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 16 tiếp luôn. Tiếp tục mã 16. 16, hoành 26, cao nó 55. Rồi, 26 hoành. Để bắp cô cái gì? Để làm bắp không? Đo cũ nè. Rồi, đo cũ nè. Nghe khúc nạt này ha. À, ừ, đo nghe phải nhiều. Rồi, thành tới đây là nó 45. Làm hơn gì? Cũ nở dữ ha. Làm chản ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Mã này mã 16, em giao luôn 1 triệu 7 ạ. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục coi quý vị ơi. Mã số 17 luôn. Mã 17. Cái này xù nha. Rồi, mã 17, hoành 26, cao 45. 26 hoành. Mấy cái nách bể xù hết rồi, nuôi gì chả nhẹ nhẹ hết ha. Ở đây thì phụ hơi nhiều đó ha. Đó. Vì không nghe kỹ nha. Trong nách ha. U gợn gợn hết rồi. Đó. Để đẹp luôn cái gì nè. Để đây ha. Rồi, cho luôn như đây. Rồi, mã 17 luôn 2 triệu ạ. À. Rồi, 2 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Một cây xù. Cây lùng lực luôn. Thì bọn xài hết ý rồi đó ha. Rồi, tiếp tục mã 18. 18 đây à, quý vị. Mã 18, hoành 29, cao 70. Rồi, 29 hoành. Rồi, quý vị không nghe kỹ. Để nó đây. Đó. Rồi, giao luôn như đêm. Rồi, mã này mã 18 em giao luôn 1 triệu 8 ạ. À. Rồi, 1 triệu 8. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, tiếp tục mã 19. 19 luôn. Chế nó cũng quái. 19 hoành 25, cao 70. Rồi, 25 hoành nè quý vị. Cao thì 70. Đây, thân cành đây. Rồi để em nói luôn. Rồi giao luôn như đen. Rồi cái này mã 19 em giao luôn 1 triệu 6 ạ. À. Rồi 1 triệu 6. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên 20 luôn. Đây mã số 20 đây quý vị. Mã 20 hoành 25 cao 1 mét. Rồi 25 hoành. Cành luôn à quý vị ơi. Mình 25 nhưng quý vị. Cao thì 1 mét. Rồi củ đế đây. Rồi củ nè. Củ nè. Rồi trên đây ha. Trên đây nó là 34. 34 nè, hết cái nạc luôn đó. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Rồi, cái này em giao luôn một củ ạ, 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Xuống 20 ha. Và tiếp tục là 21 quý vị ơi. Rồi, mã số 21. 21 hoành 26. Chiều rồi, cao 26 hoành. Chiều cao nó 1m07. Rồi, xây xây luôn. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị ơi. Đây cũng đều rồi, luôn. Để luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đem? À, mã 21 này em giao luôn 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình lên 22 luôn rồi quý vị. Rồi, mã số 22. Rồi, 22. Rồi, 27. Hoành 27. Cao. Chiều cao là 1 mét. Rồi, 1 mét đúng luôn. Đây, thân cành quý vị không nhé, kỹ thân cành cái ha.
Rồi mình xuống đế em nói luôn nha quý vị. Mã 22. Này 22 phải không? Dạ. Đế này to luôn ha. Rồi mã số 22 giao luôn nhiêu đây? Rồi mã 22 em giao luôn 1.4 triệu ạ. Rồi xuống cây luôn 1.4 triệu quý vị. Rồi mình lên mã số tiếp theo luôn 23 luôn ha. Một cây bay. Số 23 đây. Rồi. Cây này thì nó hoành của nó 25, cao nó 85, chiều bay nó 85. 85, hoành 25. Dạ. Rồi, củ đế luôn. Rồi, giao luôn nha em. Rồi, cây này em giao luôn 1.7 triệu ạ. Rồi, 1.7 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Này mã mấy ta? Này mã 23. Mã số 23. Rồi, rồi nên tiếp tục lên 24 luôn. 24 đây quý vị. 24 hoành nó 24. Chiều cao của nó 55. Rồi. Hai cành đều luôn, đế dưới trải cũng đều luôn. Đế vô đây quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Rồi, mã 24 em giao luôn 1.5 triệu ạ. Rồi, 1.5 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Rồi, mã 25. 25. Thành đều, đế đều nó đây quý vị, thân mắt nhẹ. 26. Quành 26. Chiều cao nó 60. Rồi, xây xây luôn. Tại cành đều ha. Thân thì lắc nhẹ nhẹ. Còn đế dưới đều rang luôn. Tay bỡ không hết luôn, có gì hai tay bỏ bỡ không hết cái cũ nó luôn ha. Giao luôn nha em. Rồi mã này mã 25 em giao lưu 1.9 triệu ạ. Rồi 1.9 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã 26. 26 lên luôn. Sao tay cạnh cũng đều quá đây ha. 26 hoành 26 luôn. Rồi. Quanh 26 luôn. Rồi chiều cao nó quý vị. Tại cạnh đặt kẹo ha. Chiều cao là 75. Rồi. Để nha quý vị. Cành này đặt luôn ha. Lâu nhiêu em? Rồi mã này em giao lưu 1.6 triệu ạ. Rồi 1.6 triệu ha. Rồi xuống cây. Mã số 26. Rồi tiếp tục lên 27 luôn quý vị. Một em bự tay cành đều đây. Cây này đó rồi, hoành nó 33. Rồi 33 hoành. Em bự tay cành đều luôn. Chiều cao này của nó là tới cái ngày đó là nhiêu? Xuống tới đây luôn là 1 mét. Rồi cao 1 mét. Rồi xây luôn em. 33 hoành nha quý vị, cao 1 mét, tay cành đẹp. Đây, tay cành à, đặt hết vậy đây. Đây là ok quá đây hả quý vị. Rồi, xuống đế luôn này quý vị ơi. Để em nở. Củ nở ở đây bự ha. Rồi, giao luôn nhiêu đen? Rồi, cái này mã 27 em giao lưu là giá là 2.8 triệu ạ. Rồi, 2.8 triệu. 27. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lo. Lên mã số lo qua đó đi. Mã số 28 luôn. Rồi, mã số 28 đây quý vị. Rồi, 28 là cũng như mã cuối clip nghe cái gì ạ? Rồi, cuối clip hôm nay. 28 hoành nó 25. Rồi 25 hoành. Rồi chiều cao chiều luôn. Cao là 75. Rồi. Rồi để em nó luôn rồi quý vị. Rồi cho luôn nhiêu đen. Rồi cái mã cuối clip mã 28 này em vô luôn 1.2 triệu ạ. Rồi 1.2 triệu. Rồi muốn nói gì với quý vị không em?
Dạ, mong quý vị coi hết clip và ủng hộ cho em ạ. Em cảm ơn tất cả quý vị nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.